Như thường lệ, chúng ta sẽ cùng bắt đầu chương trình thành phố hôm nay với chuyên mục quen thuộc Bạn Có Biết. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một loại nhạc cụ, đó là đàn bầu. Đàn bầu tên chữ là độc huyền cầm. Đây là loại đàn một dây độc đáo trong số các nhạc cụ truyền thống của người Việt Nam. Đàn thân tre thường được dùng cho những người hát sẩm hoặc những nơi khó khăn, không có điều kiện chế tác tỉ mỉ, chi tiết. Thân đàn làm bằng một đoạn tre hoặc là bương dài khoảng 120cm, đường kính thì 12cm. Mặt đàn là chỗ đã được lóc đi một phần cật thích hợp trên đoạn tre hoặc là bương. Loại đàn này thì ít phổ biến. Loại đàn bầu thứ hai đó là đàn bầu hộp gỗ. Đây là một loại đàn bầu được cải tiến và có tính năng ưu việt hơn, thường do các nghệ sĩ chuyên nghiệp sử dụng. Đàn hộp gỗ thì có nhiều hình dáng kích thước khác nhau, thường làm bằng những cái loại gỗ xốp nhẹ như là gỗ ngô đồng hoặc là gỗ vông. Trong đó thì loại đàn bầu hộp gỗ làm bằng gỗ vông thường được sử dụng phổ biến nhất. Đàn thường có hình dạng một ống tròn bằng tre, bương hoặc là luồng, hoặc hình hộp chữ nhật bằng gỗ, một đầu to và một đầu vuốt nhỏ hơn một chút. Thường có chiều dài khoảng 110cm, đường kính hoặc bề ngang ở đầu to khoảng 12,5cm, đầu nhỏ thì khoảng 9,5cm và cao khoảng 10,5cm. Trên cái mặt đầu to thì có một miếng xương hoặc là một miếng kim loại, người ta gọi là ngựa đàn. Và qua ngựa đàn thì dây đàn được luồn xuống, cột vào trục lên dây đàn, xuyên qua thành đàn. Trục này sẽ được trang trí và thường giấu ở phía sau thành đàn. Có đàn rồi phải có que gãy đàn đúng không Điền? Và que gãy đàn thì thường được vót bằng tre, giang, thân dừa hoặc là bằng gỗ mềm. Người ta thường làm bông hoặc là tua đầu nhọn một chút để làm mềm âm thanh khi gãy. Ngày xưa thì hay dùng que dài khoảng 10cm. Ngày nay thì với kỹ thuật diễn tấu nhanh, người ta thường dùng loại que gãy đàn từ 4 đến 4,5cm thôi. Đàn bầu thì phù hợp với những giai điệu trữ tình, hơi buồn chút. Nhưng mà với những nghệ sĩ xoan thì có thể sử dụng đàn bầu để tấu lên những cái giai điệu vui tươi như là sẩm xoan hoặc là những cái giai điệu tươi mới đầy chất khỏe khoắn. Trước đây đàn bầu giữ nhiệm vụ độc tấu hoặc là đệm hát, tham gia những ban nhạc cổ truyền cùng với đàn nguyệt, đàn tam, đàn nhị hay là tỳ bà. Ngày nay một số cây được gắn với thiết bị điện, tăng âm nên có thể độc tấu ngoài trời hoặc là có thể hòa tấu với dàn nhạc lớn nhiều nhạc cụ. Tiếng đàn bầu và hình ảnh cây đàn bầu luôn được coi là một trong những hình ảnh đặc trưng trong nỗi nhớ của người Việt Nam xa xứ. Và ngày hôm nay hy vọng rằng là qua những chia sẻ này thì quý vị có thể hiểu rõ hơn về một loại nhạc cụ độc đáo mà chỉ có Việt Nam mới có.